một ví dụ số 2 đó gì một tế bào sinh dưỡng của thể một kép thể một kép nhá ở đây bài toán này nó sẽ kết hợp cái có quá trình giảm phân nguyên phân giảm phân gì đó một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kỳ sau nguyên phân người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của này này là gì đúng không thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải xác định được này ở đây thì từ đây các bạn suy ra được cái số nhiễm sắc thể nó sẽ là bao nhiêu số nhiễm sắc thể của cái tế bào này gốc của cái tế bào này nó sẽ là bao nhiêu Thể một kép, thẻ một kép là gì? Đấy, à, thẻ một kép tức là ở có quá hai cặp những chiếc thẻ thì hai cặp đấy thì mỗi cặp đều thiếu một chiếc. Và có 44, tức là 2n 1 1 đúng chưa ạ? À, đấy, 2n 1 1. Và 2n -1, 1 1 thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, ở nguyên phân thì chúng ta sẽ thấy là có bao nhiêu những thẻ? Đang kỳ sau, kỳ sau thì rối những những thẻ, cái những chiếc thẻ kép tách ra, tách ra trở thành những thể đơn và như vậy tổng số những xét thể mà ở trong cái 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 tế bào của kỳ sau nguyên phân nó phải gấp đôi so với tế bào bình thường như vậy là hai nhân với mở ngoặc hai n trừ một sẽ bằng 44 và từ đây các bạn sẽ tìm ra n đấy từ đây là bụi nhất thể 2 n của chúng ta nó sẽ bằng các bạn sẽ thấy ra nó sẽ bằng 24 mươi bốn thể hai mươi đúng không và đáp án của chúng ta là đáp án c đó cái bài này sẽ vận dụng cả cái kiến thức về nguyên phân giảm phân của chúng ta nữa nên cái đó là những kiến thức nền tảng và bắt buộc các bạn phải nhớ mặc dù nguyên phân giảm phân ở phần năm 10 nhưng đó là những cái thức nền tảng của các quy luật di truyền của các phần cơ sở vật chất di truyền biến dị ở phần năm mười hai yeah.